Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về thứ Phật, tập 3. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Vị A-la-hán từ tuệ sinh đức hay từ đức sinh tuệ? Câu hỏi của MC. Hỏi 2. Kính thưa Thầy, trên bước đường Thầy đào tạo A-la-hán tương lai, thì giữa đạo đức và trí tuệ, Thầy chú trọng mặt nào hơn? Vị A-la-hán đó từ tuệ sanh đức hay từ đức sanh tuệ? Đáp: Thầy đào tạo bậc A-la-hán đúng theo tiêu chuẩn của Đức Phật đã dạy. Trí tuệ ở đâu thì đức hạnh ở đó. Đức hạnh ở đâu thì trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh. Đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ. Câu hỏi của con, trí tuệ và đức hạnh là hai pháp. Đó xác định sự hiểu biết của con về đạo Phật chưa toàn diện. Chưa hiểu rõ đạo Phật nên con mới hỏi Thầy, đào tạo A-la-hán tương lai thì giữa đạo đức và trí tuệ Thầy chú trọng mặt nào hơn? Con đã từng đọc sách Phật mà lại hỏi Thầy, như vậy con có ngớ ngẩn không? Trong đạo Phật, đức hạnh là giới luật. Ngoài giới luật đi tìm đức hạnh thì không bao giờ có. Cho nên, đức hạnh của Phật là giới luật. Vì vậy Phật dạy, đức hạnh ở đâu thì trí tuệ ở đó. Con có nghe lời dạy này chăng? Bậc A-la-hán đức hạnh và trí tuệ là một. Còn phàm phu thì trí tuệ là trí tuệ, đức hạnh là đức hạnh. Cho nên, trí tuệ và đức hạnh là hai pháp. Do đó, người đời thường hay đau khổ vì trí tuệ không có đức hạnh, nên tâm tham sân si mạn nghi lẫy lừng. A-la-hán không phải từ tuệ sinh đức, mà cũng không phải từ đức sinh tuệ. A-la-hán là trí trong đức, đức trong trí. Người có trí tuệ, đức hạnh không làm khổ mình, khổ người là A-la-hán. Do trí tuệ đức hạnh như vậy, tâm mới vô lậu. Tâm vô lậu là quả A-la-hán tại đó, không cần tìm đâu xa, không tu tập thêm gì cả. Khi tác ý, bệnh lui đi, có phải là tưởng không? Câu hỏi của Kim Quang. Hỏi: Khi con ngồi tu tứ niệm xứ, các cảm thọ hay các hành xuất hiện, con dùng câu tác ý, ác pháp lui đi. Khi con nhắc như vậy, thì các cảm thọ hay là các hành mất ngay, nhưng sau đó thì các cảm thọ hoặc hành khác mới xuất hiện, và con lại nhắc tiếp, đuổi bọn nó đi. Con thấy rằng, những cảm thọ và các hành này giảm dần về cường độ mạnh và nhỏ đi. Con không biết con có bị tưởng hay không, và cứ như vậy suốt nhiều tiếng đồng hồ. Xin Thầy chỉ dạy kỹ lại cho con hiểu rõ, để con biết đúng phương hướng tu tập, không phải rơi vào tưởng. Cảm ơn Thầy. Đáp: Con nên lưu ý kỹ về pháp môn tứ niệm xứ mà Đức Phật đã dạy. Trên thân quán thân, để khắc phục tham ưu ở đời. Cụm từ này cần phải hiểu rõ nghĩa. Khắc phục tham ưu ở đời. Khắc phục tham ưu ở đời có nghĩa là làm cho hết đau khổ và hết ưu phiền. Vậy, phải làm bằng cách nào? Căn cứ vào bài kinh nào mà chúng ta khắc phục được bệnh khổ nơi thân? Con hãy đọc lại đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn này. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Vậy, ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn với sức tinh tấn
nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Kinh Trường Bộ tập 1 trang 582. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Đọc đoạn kinh này, chúng ta nhận xét rất rõ, khi bị bệnh, Đức Phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, không một chút rên la, đau đớn. Nhưng Thế Tôn giữ chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Đây là cách thức giữ tâm bất động trong cơn đau dữ dội. Có lẽ con đã biết cách giữ tâm chánh niệm tỉnh giác rồi chứ? Giữ tâm chánh niệm tỉnh giác tức là nhiếp tâm an trú trên thân hành nội hoặc thân hành ngoại. Khi nhiếp tâm an trú được trên thân hành nội hay ngoại thì bắt đầu nhiếp phục bệnh đau trên thân. Con hãy lắng nghe Phật dạy tiếp. Và Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy. Vậy với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy là làm gì? Với sức tinh tấn tức là siêng năng, nhiếp phục bệnh ấy tức là tác ý ngay bệnh đau đó ra khỏi thân tâm, như Đức Phật đã dạy. Tác ý một tướng khác thì tướng kia bị diệt. Với cảm nhận của con về sự tác ý đuổi bệnh ra khỏi thân, cơn đau giảm từ từ. Đó không phải là tưởng.